do mua bên Nam, người ta mua Hàn Quốc nhưng mà làm ở Việt Nam rất là ngon. Món này là đặc biệt của quán Gugi Khao, các bạn dùng đi sẽ biết. Có mấy hương vị, cái màu phải nhất đây là cái bốn hương vị dâu, kiwi, cam và cà phê. Bạn dùng món cà phê đi là bạn sẽ thấy nó rất là tuyệt vời. Bạn chí ha. Để bạn dùng. Rồi, thứ dùng cam nha. Cam này rất là tuyệt vời. Đây là dâu. Để cho bạn gái này. Còn bàn tay kiwi. Đẹp da, kiwi là có tác dụng đẹp da. Đẹp da ăn cái này là đẹp trai. Không, cái này mày đổi máy đúng rồi thứ rồi. Con lấy sáng tốt lắm. Rất là ngon bạn. Rất là tuyệt vời. Mày mới đổi máy lại cho tao nữa. Có đứa nó trốn. Ngon. Ông quay chị không? Rất là ngon. Mà quên nó còn có bánh lăng nữa. Trời ơi, bánh lăng này rất là ngon. Rất là tuyệt vời. Đây là gì? Bánh lăng của ta. Đó. Thấy không? Như vui vậy. Món là món gì? Đứng nào? Salad đủ sắc. Mà ăn hết sắc rồi còn salad không à? Hương vị kiwi là ngon rồi.